Ngày 9 tháng 10, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển của đơn vị vừa phối hợp với người dân và các em học sinh đã kịp thời cứu hộ một cá thể vích có trọng lượng gần 100kg trở về biển an toàn. Trước đó, trong lúc đang vá lưới tại bãi biển thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, 5 người dân và 2 em học sinh đã phát hiện một cá thể vích có chiều dài mai 1,16m, chiều rộng mai 0,86m, trọng lượng gần 100kg, bị sóng lớn đánh trôi dạt vào bờ biển. Nhận tin, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ đã cử tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh, đồng thời phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương đưa cá thể vích về lại môi trường biển. Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ Nguyễn Văn Hòa cho biết, đây là cá thể vích thứ tư được Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ cứu hộ và đưa trở về đại dương trong năm 2022. Tại Quảng Trị, để bảo tồn, bảo vệ hiệu quả bền vững rùa biển, thời gian qua, cùng với các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ rùa biển, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ còn xây dựng mạng lưới tình nguyện viên bảo tồn rùa biển tại 12 xã ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ với số lượng 2 tình nguyện viên trên xã huyện.